quy định mới nhất của pháp luật về thủ tục ly thân. Trong mối quan hệ hôn nhân bình đẳng một vợ một chồng ở nước ta hiện nay, ly thân được coi là một hành động xảy ra khá phổ biến trong xã hội khi vợ chồng có vấn đề mâu thuẫn. Vậy, pháp luật Việt Nam đã và đang điều chỉnh hoạt động này như thế nào? Trong bài viết này, Á Châu sẽ tư vấn và giải đáp cho khách hàng pháp luật về thủ tục ly thân. 1. Ly thân là gì? Như chúng ta đã biết, hiện nay theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình quy định về vợ chồng được quyền ly hôn theo luật định tại điều 51 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. Còn về vấn đề ly thân, hiện nay vẫn chưa được luật hóa và chưa được quy định cụ thể tại bất cứ điều luật nào tại Việt Nam. Tuy nhiên, có thể hiểu đơn giản, ly thân là việc vợ chồng lựa chọn việc không tiếp tục chung sống cùng nhau một thời gian để xác định lại mối quan hệ. Có nhiều trường hợp hai vợ chồng khi ly thân vẫn tiếp tục chung sống trong một nhà bởi đây không phải thủ tục chấm dứt quan hệ hôn nhân gia đình hiện có. Do việc chế định ly thân chưa được pháp luật thừa nhận nên tòa án không có thẩm quyền cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến ly thân mà chỉ giải quyết các vấn đề liên quan đến ly hôn theo quy định của pháp luật. Nếu như hai vợ chồng muốn ly thân sẽ tự thỏa thuận và tự quyết định mà không có bất kỳ một cơ chế pháp luật nào tham gia hay giải quyết vấn đề này. 2. Nhận biết vợ chồng ly thân. Vì việc chấm dứt mối quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng không thuộc phạm vi tranh chấp về hôn nhân và gia đình mà tòa án có thẩm quyền giải quyết. Theo quy định tại điều 28 của Bộ luật dân sự năm 2015, dẫn đến việc vợ chồng không thể yêu cầu tòa án giải quyết việc ly thân nên bắt buộc quá trình ly thân do vợ chồng tự bàn bạc thỏa thuận. Vợ chồng có thể thỏa thuận về việc chấm dứt mối quan hệ hôn nhân bằng văn bản thông qua việc sử dụng một mẫu đơn ly thân. Trong nhiều tình huống, việc ly thân là một lựa chọn hợp lý để giải quyết xung đột giữa vợ và chồng khi mâu thuẫn đã đạt đến mức không thể giải quyết. Do không được pháp luật thừa nhận, việc ly thân sẽ không làm chấm dứt mối quan hệ giữa vợ và chồng. Vì thế trong khoảng thời gian ly thân các bên vẫn trong quan hệ hôn nhân hợp pháp được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Tức là các bên vẫn có đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với tài sản trong thời kỳ hôn nhân và con chung. Nếu xét về mặt pháp luật, việc ly không làm hôn nhân mất giá trị về mặt pháp lý nên việc phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng là điều hiển nhiên. Thuật ngữ ly hôn chỉ là một khái niệm trong xã hội và không phải thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực pháp lý. Vì vậy, khi có ý định ly thân, hai bên vợ chồng sẽ tự thương lượng đạt thỏa thuận và đồng thuận với nhau về các vấn đề có liên quan như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với tài sản và con chung trong thời gian ly thân. Hơn nữa, không cần tiến hành bất kỳ thủ tục nào khác. 3. Ly thân cần thực hiện thủ tục gì? Ly thân không phải là một thủ tục được pháp luật quy định các nghĩa vụ cụ thể cần hoặc phải thực hiện khi xảy ra tình trạng ly thân. Thực tế, ly thân đại diện cho việc hạnh phúc hôn nhân không thể đạt được và chính điều này có thể là lý do hợp pháp cho việc ly hôn. 4. Tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn tại luật Á Châu? Với hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ, luật hôn nhân và gia đình. Hàng năm, luật Á Châu với đội ngũ chuyên viên tư vấn viên giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực đã tư vấn cho rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Vì vậy, luật Á Châu tự hòa là một trong những doanh nghiệp tư vấn uy tín, luôn mang lại những giá trị cao nhất cho khách hàng của mình. Công ty luật Á Châu Điện thoại Zalo 0967 932 555 0968 565 479 Điện thoại Zalo phòng kế toán 0965 778 000 Điện thoại Zalo tư vấn doanh nghiệp 0963.81.84.86 Email công tai lùa ta trao a.gmail.com